Welcome to the program English for Beginners. Today, we are going to learn different ways to talk about hobbies in English. Let's get started. Hello everyone. My name is Ling. I am 25 years old. I am an English teacher. I like learning English. I am interested in cooking and I love listening to music. Vừa rồi, mình đã dùng 3 cách khác nhau để mô tả về các sở thích của mình. Mình sẽ hướng dẫn các bạn nhé. Đầu tiên, khi mình thích điều gì đó, mình có thể dùng động từ like trong tiếng Anh. Từ này có nghĩa là thích. Và các bạn chú ý bật âm K ở cuối của từ like. Và khi các bạn thích làm gì là sở thích của mình cũng sẽ chuyển động từ về dạng ing để biến thành danh từ. Ví dụ như mình thích học tiếng Anh, learn English sẽ được chuyển thành learning English. Tôi thích học tiếng Anh sẽ là I like learning English. Các bạn cứ nói chậm và bắt chước theo cách nói của mình nhé. I like listening to music. Very good. Và giả sử các bạn có sở thích đọc sách, các bạn còn nhớ cả cụm đọc sách mình đã học trong bài trước là reading books. Again, reading books. Vậy tôi thích đọc sách ghép với từ like, mình có thể nói là I like reading books. Say it again. I like reading books. One more time. I like reading books. Very good. Ngoài sở thích này, một số bạn có sở thích đi mua sắm sẽ là shopping. Shopping. Ghép vào cả câu đầy đủ với động từ like, mình có thể nói là I like shopping. Again, I like shopping. Very good. Ngoài cách thứ nhất là dùng từ like, tôi thích nói là I like, thì các bạn có thể dùng cấu trúc thứ hai là I am interested in, là tôi thấy hứng thú với việc gì. Mình cùng nhìn lại nhé. I am interested in something ở đằng sau là tôi thấy hứng thú với điều gì. Các bạn chú ý từ interest. Các bạn chú ý âm và cách phát âm ở đây. Interested. Ví dụ như mình thấy rất hứng thú với việc nấu ăn, thì việc nấu ăn sẽ được chuyển sang dạng danh từ là cooking. Nên mình nói là I am interested in cooking. Say it again. I am interested in cooking. Right? Và giả sử các bạn rất có hứng thú với việc đi du lịch hoặc dã ngoại. Đi du lịch mình có thể dùng là traveling. Mình đã học trong bài trước rồi. Say it again. Traveling. Tôi thấy thích việc đi du lịch hay dã ngoại. Với cách nói thứ hai về sở thích, mình sẽ nói là I am interested in traveling. Say it again. I am interested in traveling. Very good. Và giả sử mình lại thích đi mua sắm, với cách thứ hai dùng interested, mình có thể nói là I am interested in shopping. Again, I am interested in shopping. Very good. Vậy là vừa rồi mình đã học hai cách. Cách đầu tiên mình dùng với từ like. Tôi thích là I like. Cách thứ hai cũng tương tự nghĩa như vậy nhưng dùng với interested. Mình sẽ dùng có cả động từ to be là I am interested in. I am interested in. Và giả sử cùng nói với sở thích nghe nhạc. Listening to music. Listening to music. Thì cách thứ nhất dùng động từ like, mình sẽ nói là I like listening to music. Say it again. I like listening to music. Very good. Và khi dùng với cách thứ hai, dùng interested với cụm listening to music, mình sẽ nói là I am interested in listening to music. Very good. Say it again. I am interested in listening to music. Right?
Ngoài hai cách trên thì chúng ta có thể dùng một động từ nữa cũng chỉ sự yêu thích của mình như ở cấp độ cao hơn. Đó là từ mà trong tiếng Việt mình hay dịch là yêu nhưng nó cũng có thể dịch là thích ở trong tiếng Anh. Love, love. Các bạn chú ý ở giữa âm này là âm á, mình cùng nói lại nhé. Love. Tôi rất thích làm gì, mình có thể nói là I love. Ví dụ như mình chẳng hạn, mình muốn nói tôi thích gì, mình sẽ nói là I love. Và giả sử thích đi du lịch, du lịch mình dùng là traveling. Tôi rất thích đi du lịch sẽ là I love traveling. Say it again. I love traveling. Mình rất thích xem TV. Xem TV là watching TV. Again, watching TV. Thì theo cách thứ ba này, tôi rất thích xem TV có thể nói là I love watching TV. Say it again. I love watching TV. Right? It? Và giả sử các bạn lại thích đọc sách, với cách thứ ba này chúng ta có thể nói là I love reading books. Say it again. I love reading books. Right? It? Và bây giờ mình sẽ cung cấp thêm cho các bạn một số sở thích nữa, một số động từ nữa chỉ sở thích mà các bạn có thể dùng để mô tả về sở thích của mình. Ví dụ, động từ đi bộ trong tiếng Anh là walk. Walk. Mình trụ miệng âm V kép vào đầu và ở giữa từ là âm O kéo dài miệng, sau đó bật âm K ở cuối. Walk. Again. Walk. Và chuyển về dạng danh từ thành sở thích là walking. Walking. Right? It? Với cách thứ ba, khi nói tôi yêu thích việc đi bộ, có thể nói là I love walking. Say it again. I love walking. One more time. I love walking. Break it. Trong trường hợp các bạn thích các trò chơi game hay là trò chơi điện tử trong tiếng Anh thì mình sẽ dùng chơi điện tử hay là chơi game là play games. Từ game được chia về dạng số nhiều là games. Mình cùng nói lại, chơi game là play games. Và chuyển về dạng danh từ để chỉ sở thích của mình, mình thêm đuôi ing thành playing games. Again, playing games. Tôi yêu thích việc chơi game, mình có thể nói là I love playing games. One more time. I love playing games. Very good. Trong trường hợp các bạn thích chơi đá bóng chẳng hạn, thì đá bóng trong tiếng Anh là football. Football. Mình hạ giọng âm thứ hai, không nói là football nữa mà hơi hạ giọng thành bò, bò như vậy. Và âm bò thì có âm L cuối, các bạn chú ý đẩy lưỡi của mình. Football. Play football là chơi bóng đá. Mình cùng nói lại là play football. Và chuyển sang dạng danh từ thành sở thích của mình, có thể dùng thành playing football. Again, playing football. Break it. Tôi yêu thích việc chơi đá bóng, mình sẽ nói là I love playing football. Again, I love playing football. Tiếp theo, bây giờ chúng ta sẽ cùng ôn lại một số động từ hay là một số cụm từ chỉ sở thích mình vừa học. Ví dụ với cách thứ ba, mình nói mình thích đi bộ thì thích đi bộ mình sẽ chuyển từ walk thành walking. Và cả câu sẽ là I love walking. Again, I love walking. Tôi thích chơi game chẳng hạn sẽ là I love playing games. Again, I love playing games. Break it. Và trong trường hợp các bạn thích chơi đá bóng, mình sẽ nói là I love playing football. Again, I love playing football. Break it. Vậy là bây giờ chúng ta đã có 3 cách khác nhau để nói về sở thích của mình. Cách đầu tiên dùng động từ like, nói tôi thích là I like. Sau đó các bạn ghép với sở thích của mình ở phía sau. Và cách thứ hai mình dùng interested, cả cụm sẽ là I am interested in. Sau đó lại ghép với sở thích. Và cách thứ ba mình dùng động từ love, tôi yêu thích cái gì là I love. Sau đó lại cộng với sở thích của mình phía sau. Các bạn hãy sử dụng cả 3 cách này để giới thiệu cho người khác biết về sở thích của mình nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Chúng ta sẽ cùng học trong bài tiếp theo.
Goodbye. See you next time.